Thì mọi người có thể vào Escape này, Escape đây. Này. Đấy. Thì đây là cái cách mà thấy không? Bạn thấy đây không? Đây cây cọ này. Thì đến bây giờ các cái phần này, các nhà này, cái phần vật liệu nhà này, thì bây giờ mình đặt vật liệu ấy là mình chọn theo mẫu này này, chọn này này. Thì bây giờ mình sẽ chọn từng nhà này để mình đặt vật liệu thôi. Mọi người hiểu với tôi nhỉ? Nhưng mà mình phải mở mở gì? Mở khác ra ấy ra nhá. Nó chưa load được. Rồi. Đây chẳng hạn. Yeah. Chọn chế độ vật liệu đi. Để làm vật liệu. Đó. Tường này chẳng hạn. Làm nhanh nữa. Đó. Đó. Cái gì? Chất thì ai chẳng muốn chất. Ốp gạch này ăn thua gì thôi à. Cho à. Xây tường gạch đi nha, can cho nét thôi. Thì khi đấy các bạn sẽ về đây, thì các bạn chỉ cần vào phần là insert, vào manager link đây. Và mọi người làm sao thôi, reload thôi nha. Mọi người reload thì đồng nghĩa việc là bên này nó sẽ làm sao? Nhảy theo. Không nhảy à? Đó. Không nhảy không? Làm một thẻ đi. Nha. Thằng nào cũng mất công. Nặng đấy, tôi đang mở nhiều file ấy. Rồi. Các bạn chọn tôi là group. Chọn ngói đỏ đi nha. Yêu thương truyền thống Việt Nam. Tường này. Chất chat chọn hẳn ngũ này nha, can cho nét lại đi. Một lúc mình chưa can cho nét hiểu không, mình phải can cho nét cái này lại. Xong rồi mình vào tới đây mình mới làm sao, reload chọn hai cái này, reload à, mọi người sẽ thấy đây. Đấy. Mọi người thấy không? Đấy thì ví dụ như là các khu nhà hay các thứ thì mình sẽ có các địa hình khác nhau ấy. Thì mình sẽ building path từng các vị trí, từng các cái khu nhà ấy. Thì mình sẽ link file ra. Và các cái file này ấy, sau này mình sẽ triển khai độc lập. Mọi người hiểu không nhỉ? Chúng ta vẫn ra hồ sơ bình thường mà. Còn cái master plan là cái bản này này. Mọi người ý tôi nhỉ? Hay là các bạn làm phối cảnh hay là các thứ thì các bạn đều làm ở đây hết. Mọi người ý tôi chưa? Đấy, thì các đường dạo các thứ làm đây. Còn kể cả là các bạn muốn bể bơi cây xanh ấy, thì các bạn nó cũng ở trong đấy hết. Các bạn muốn làm một cái bể bơi đây chẳng hạn. Ví dụ tôi chọn đây nó là cái building path chẳng hạn. Đây,
Các bạn chỉ cần chọn một cái bể này, ví dụ như là trừ xuống mấy nghìn chẳng hạn, thành ao à, trừ 2.000 này chẳng hạn, và xung quanh này các bạn sẽ xây ra cái tường thôi, luôn bình thường thôi. Các bạn pick ở đây, pick line này, thấy không? Và nhìn 3D đi, bạn sẽ thấy cái tường này đúng không? Cái tường này nó sẽ trừ xuống bao nhiêu? 2.000 đúng không? Còn đây là cái viền này đúng không? Thì các bạn cho nó cao bao nhiêu thì tùy, cho 6.000 chẳng hạn nha. Đấy, còn chỗ này làm bể bơi vô cực hay là cái gì thì tùy được nha, 8.000 đi rồi nha. Đấy, còn trên này nó sẽ là một cái sàn chẳng hạn, floor đấy, mọi người chọn tôi một cái floor sàn 10 năm này, pick line. Đấy. Đấy. Sàn đây. Đấy nhá, sàn này thì thuộc level tầng tầng 2 chẳng hạn. Cao lên bao nhiêu? Cao lên 2.000 chẳng hạn. Đấy nhá. Đây thì bể bơi vô cực này đúng không? Chỗ này chém vác cái kiểu này. Hả? Đúng rồi. Đấy nhá. Đây này, thì các bạn chọn đây này. Còn tôi đây là vật liệu nước nha, các bạn vẫn làm mặt cắt qua đây bình thường mà. Nước, nước thì trong Revit nó có sẵn rồi, nó là phần liquid, liquid ok nha. Swimming pool đi rồi nha, sóng cao bao nhiêu, wave high này nha, ok. Đấy, thì bạn sẽ thấy nước. Còn ví dụ như cái tường này các bạn muốn nó là gì, mosaic chẳng hạn đây. Đấy nha, các bạn phải đắp liên kết các lớp đấy nhá nha. Đây tôi làm nhanh thôi nhá. Mosaic này, nha. Đấy, còn muốn đáy bể này mà nó chuẩn chỉ nữa thì nó cũng là phải mosaic. Đấy, pha một đắp liên kết lên. Phát hai không thì nó vật liệu thôi. Leo. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đây. Em kép đây. Thấy không? Thấy không? Đấy, các bạn làm bể bơi vô cực ở đây. Hiểu chưa? Đấy. Nha. Thì còn trong Enscape này nó có cái gì? Có thư viện này. Hiểu không? Thì trong Enscape này nó có thư viện, library, có thư viện đây này. Thống kê theo số lượng thì được. Người đây. Nó có rất nhiều người này. Ăn luôn này. Đấy nhá. Đặt cao độ mặt cắt mà nhất chuẩn bể to thế nhỉ. Ui, người mà bé tí luôn đấy. Mẹ hơi quá đà đúng không?
mọi người cũng có thể là nhìn ở trên như thế. Đây mà cắt đây. Cái này nó di chuyển được theo ý mình mong muốn mà. Mình ngoài ngồi tận dưới này nha, như vừa đây. Ngồi này thì trong cái vít, trong Enscape nó sẽ như vậy, thấy không? Đây này nha, ngồi chăn trâu đây. Đó. Thì ở trong đây mình cũng sẽ đặt được các cái đèn đường các thứ, ví dụ như là đèn đường chẳng hạn, ví dụ lighting này, CM đây, component thì mình cũng có thể đặt được vào các cái load family này, component này, ví dụ như vào lighting đây chẳng hạn. Đó. Như các bạn chọn cái đèn đường nữa chẳng hạn, đây chẳng hạn, đó. Đây. Escape này nó cũng giải quyết được nhiều vấn đề này. Mọi người nào? Đây, mọi người sẽ giữ Shift chuột phải này, mọi người sẽ chọn buổi tối này. Thấy không? Đấy, nó sẽ rất là nhanh, từ sáng sang đến tối là nhanh không mà. Cái location những cái này lúc trước tôi đã bảo mọi người rồi.